Giữa lúc đang bị bủa vây bởi tin đồn liên quan đến một vụ việc ở Tây Ban Nha, trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện thông tin Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng vừa đáp chuyến bay trở về nước và hạ cánh an toàn. Thông tin thiếu nữ 17 tuổi người Anh bất ngờ tố bị hai người đàn ông lạ mặt cưỡng hiếp khi đi nghỉ dưỡng cùng gia đình tại đảo Mallorca Tây Ban Nha khiến dư luận quốc tế xôn xao. Đáng nói, hai người đàn ông bị tố gây ra vụ việc trên là hai nghệ sĩ nổi tiếng của Việt Nam, một nhạc sĩ 42 tuổi và một diễn viên 37 tuổi. Vụ việc cho đến thời điểm này vẫn đang được nhà chức trách địa phương tiến hành điều tra làm rõ. Nhiều trang tin quốc tế cho biết, hai người đàn ông này hiện đã bị lực lượng chức năng Tây Ban Nha tịch thu hộ chiếu, cấm rời khỏi quốc tế này cho tới khi vụ kiện được làm sáng rõ. Liên quan đến vụ ồn ào trên, nhạc sĩ Hồ Hồi Anh và diễn viên Hồng Đăng bất ngờ bị déo tên. Lý do là bởi cùng lúc này cả hai đang có chuyến đi đến một số nước châu Âu và vừa có mặt tại Tây Ban Nha. Cách đây vài ngày, hai nghệ sĩ cùng từng đăng hình ảnh clip trên mạng xã hội cá nhân chia sẻ về việc đang có mặt tại một sân ghost ở đảo Majorca. Riêng Hồ Hoài Anh còn có vợ và các con cùng đi trong chuyến này. Theo tìm hiểu được biết, Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng cũng nhận được lời mời tham dự một chương trình ghost diễn ra tại Tây Ban Nha. Chuyến đi này còn có một số thành viên khác tham gia. Cả đoàn đã di chuyển qua bốn nước trước khi đến địa điểm cuối cùng là Tây Ban Nha để tham dự sự kiện chính trở lại với vụ ồn ào đang gây rúng động dư luận trong và ngoài nước mới đây giữa lúc đang rơi vào tâm bão trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện thông tin hồ hoài anh và hồng đăng đã đáp chuyến bay trở về từ tây ban nha tin tức xuất phát từ kênh tiktok có tên gọi và hình ảnh của hồ hoài anh xuất hiện một loạt video clip đính kèm thông tin thông báo về việc này cụ thể trên kênh tiktok này đăng tải gần chục clip ghi lại hình ảnh dạng dỡ của hồ hoài anh bên vợ con hồ hoài anh thành thơi ngồi đàn hát Đáng chú ý, chủ nhân kênh này còn thoải mái phản hồi những thắc mắc của mọi người về vụ tai tiếng mà mình đang vướng phải. Đã đáp máy bay trở về Việt Nam an toàn, tất cả chỉ là tin đồn nhảm. Trở về và thư giãn cùng gia đình, bỏ ngoài tai những tin đồn thất thiệt. Đầu tuần, ngày 4 tháng 7, Hồ Hoài Anh sẽ tổ chức họp báo để đính chính thông tin sai sự thật từ hôm qua nha mọi người. Về từ chiều hôm qua rồi nha em, nghỉ ngơi hai ngày cuối tuần, đầu tuần tụi anh sẽ làm sáng tỏ những tin đồn thất thiệt. Tin đồn thổi vô căn cứ thì trước sau gì cũng tự tiêu tan thôi, chỉ có sự miệt mài lao động, cống hiến tài năng cho nghệ thuật, cho khán giả thì sẽ còn mãi, cây ngay không sợ chết đứng. Không chỉ vậy, kênh TikTok có tên Hồ Hoài Anh còn chia sẻ thông tin Hồng Đăng cũng vừa về tới Việt Nam và cả hai sẽ tổ chức họp báo cùng nhau để nói rõ sự việc. Đoạn clip Hồng Đăng tự lái xe ô tô chở cả gia đình phía sau đi trên đường cũng được đính kèm thông tin này. Tuy nhiên, rất nhanh chóng, nhiều người nhận ra kênh TikTok trên là giả mạo sở dĩ vậy bởi kênh này mới được lập ra cách đây chưa đầy một ngày. Các clip đăng tải trên kênh cũng đều là clip cũ. Như clip hồ hoài anh sánh bước vui vẻ cùng lưu hương giang thực chất đã được nữ ca sĩ đăng tải trên fanpage của mình từ tháng 5 năm 2020. Hay clip hồng đăng lái xe chở vợ con cũng là từ cách đây nhiều năm khi cô con gái đầu lòng của anh còn nhỏ tuổi hơn so với bây giờ rất nhiều. Cùng lúc này, nhiều nguồn tin cho biết Lưu Hương Giang cùng các con đã về tới Việt Nam vào tối ngày 2 tháng 7, xong chuyến bay không có Hồ Hồi Anh đi cùng. Về phía Hồ Hồi Anh và Hồng Đăng, cả hai đã chính thức khóa trang Facebook cá nhân. Trước đó Hồng Đăng đã có động thái giới hạn bình luận trên trang này sau khi bị cộng đồng mạng oán tràn vào chỉ trích vì cho rằng anh có liên quan đến vụ ồn ào tại Tây Ban Nha. Phía nhà hát kịch Hà Nội, nơi Hồng Đăng đang công tác cho biết, nam diễn viên đi nước ngoài không phải theo chương trình công tác mà là vì mục đích cá nhân riêng. Anh cũng chưa được cơ quan chủ quản chấp thuận bằng văn bản chính thức về chuyến xuất ngoại này. Hiện nhà hát kịch cũng chưa liên hệ được với Hồng Đăng và gia đình anh tại Việt Nam. Còn Học viện Âm nhạc Quốc gia nơi Hồ Hồi Anh đang tham gia giảng dạy cũng đã có quyết định tạm đình chỉ với nam nhạc sĩ này, loại anh khỏi hoạt động tuyển sinh sắp tới của nhà trường và nhiều hoạt động khác để đợi kết luận chính thức từ cơ quan chức năng sở tại. Người đứng đầu học viện cho biết chưa có quyết định chính thức nào bằng văn bản về việc đình chỉ hay kỷ luật đối với Hồ Hồi Anh vì còn chờ mọi việc được làm sáng tỏ. Nổi tiếng nhờ sự hâm mộ và yêu mến của khán giả, scandal chính là thứ có thể kéo sự nghiệp của một nghệ sĩ đi xuống không phanh. Đã có nhiều vụ scandal về quan hệ ngoài luồng, scandal về khán giả, làm không ít nghệ sĩ điều đứng. Tuy nhiên, dính vào vòng lao lý lại là một chuyện khác. Chỉ mới trong sáng ngày 1 tháng 7, hai nghệ sĩ người Việt đã dính phải scandal làm bậy với cô gái trẻ người Anh ở Tây Ban Nha và bị cảnh sát nước sở tại bắt giữ. Một trong hai nghệ sĩ đó được đồn đoán là nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Chia sẻ về chuyến đi của vợ chồng em gái, nhà sĩ Lưu Thiên Hương khẳng định gia đình nhà sĩ Hồ Hoài Anh sắp trở về Việt Nam trong đêm ngày 1 tháng 7. Sau chuyến tham quan tại Tây Ban Nha và một số nước châu Âu, Hồ Hoài Anh cùng gia đình dự kiến về Việt Nam trong đêm. Chia sẻ về các tin đồn trên mạng xã hội, nhà sĩ Lưu Thiên Hương, chị vợ nam nhà sĩ nói. Đêm nay, vợ chồng Hồ Hoài Anh, Lưu Hương Giang cùng con sẽ bay về Việt Nam. Họ đi châu Âu bốn nước, từ một lời mời tham dự chương trình gôn bên đó. Thời điểm Hồ Hoài Anh lưu tại Tây Ban Nha trùng hợp với ồn nào mới đây liên quan đến vụ cô gái 17 tuổi bị ép quan hệ trai gái. Theo truyền thông quốc tế, hai nghi phạm 37 và 42 tuổi được mô tả là diễn viên, nhà sĩ nổi tiếng của Việt Nam. Điều này làm dấy lên nhiều tin đồn xoay quanh sự việc. Chia sẻ về scandal này, Lưu Thiên Hương nói: Tôi nghĩ Hồ Hoài Anh không liên quan đến ồn nào trên mạng đâu. Hồ Hoài Anh là nghệ sĩ nổi tiếng, làm sao có thể làm như thế được? Tại nước mình cũng không dám hú hổ ra nước ngoài, điều đó rất vô lý. Những tin đồn vẫn liên tục phát lên như diều gặp gió. Từng giờ từng phút, người người nhà nhà đều đang theo dõi diễn biến vụ việc. Bởi hai nam nghệ sĩ được đồn đoán đều là những cái tên, những khuôn mặt vô cùng quen thuộc với khán giả Việt Nam. Những hình ảnh mới về hai người đàn ông bị còng tay được tung ra lại càng làm bùng lên suy đoán của cộng đồng mạng. Và những thông tin tiếp theo về vụ việc chúng tôi sẽ liên tục cập nhật để gửi tới quý vị và các bạn. Mạng xã hội sáng ngày 1 tháng 7 được fan dậy sóng dần dần vì câu chuyện một diễn viên và một ca sĩ nổi tiếng người Việt trong chuyến đi chơi đảo Majorca Tây Ban Nha đã có hành động làm bậy với thiếu nữ người Anh và bị cảnh sát địa phương cấm xuất cảnh. Đáng chú ý một số tờ báo trang tung tin hoặc loạt ảnh hiện trường hai nghệ sĩ bị cảnh sát bắt giữ. Qua hình thức quần áo, hai người này được cho là giống với HHA và HD, hai cái tên đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội, cũng là hai nghệ sĩ nổi tiếng ở Việt Nam. Đang nói, khách sạn trong hình ảnh cũng chính là nơi nhân vật HD check-in cách đây vài ngày. Và tới hiện tại, dư luận đang chờ thêm những thông tin chính xác chi tiết hơn từ cơ quan chức năng địa phương. Theo thông tin ban đầu từ các tờ báo của hòn đảo Majorca, một cô gái 17 tuổi người Anh đã trình báo lên cảnh sát về việc bị hai người đàn ông làm bậy trên đảo Majorca. Theo nạn nhân, hai người này là một diễn viên và một nhạc sĩ nổi tiếng tại Việt Nam, có độ tuổi là 37 và 42. Thiếu nữ cũng khai với cảnh sát sự việc diễn ra tại một khách sạn ở Andras, phía tây nam của hòn đảo vào cuối tuần trước, sau khi cô gái trẻ gặp những người đàn ông ở một nhà hàng gần đó. Theo một tờ báo khác, trước khi đồng ý hẹn gặp hai người đàn ông này, cô gái này đã có khoảng thời gian trò chuyện với họ trên bãi biển. Cô gái cũng khai với cảnh sát, hai người đàn ông này đã bắt cô tắm sau khi thực hiện hành vi ép quan hệ trai gái nhằm xóa sạch bằng chứng. Cô gái người Anh được cho là đã rời hòn đảo cùng gia đình sau khi được thẩm phán phê chuẩn đã được các bác sĩ tại bệnh viện Son Espaces ở thủ đô Panama của Majorca kiểm tra sức khỏe trước khi đưa ra thông tin cho cảnh sát. Cũng theo trang tin này, hai nghệ sĩ Việt Nam bị bắt tại khách sạn giấu tên ở Andres vào sáng 25 tháng 6, thứ Bảy theo giờ địa phương. Họ sau đó được tại ngoại nhưng bị cấm khỏi Tây Ban Nha trong khi sự việc đang được điều tra. Ngoài ra, danh tính của hai người đàn ông vẫn chưa được công bố. Cơ quan chức năng cũng tiết lộ họ từ chối trả lời các câu hỏi ngay sau khi bị bắt. Liên quan đến vụ việc hai người nghệ sĩ Việt bị bắt ở Tây Ban Nha, thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang xác minh làm rõ vụ việc. Trưa ngày 1 tháng 7, ông Phạm Cao Thái, tránh thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, đã xác minh làm rõ vụ việc liên quan đến hai nghệ sĩ Việt Nam bị bắt ở Tây Ban Nha vì cáo buộc làm bậy với thiếu nữ. Vì chưa có thông tin chính xác nên Bộ Văn hóa không thể chia sẻ thêm. Khi có kết quả xác minh, thanh tra Bộ sẽ phát thông báo. Dù danh tính của hai nghệ sĩ này chưa được cảnh sát địa phương công bố, tuy nhiên dựa vào độ tuổi nghề nghiệp, một số thông tin về chuyến đi gần đây mà một số nghệ sĩ đăng tải, nhiều người suy đoán về danh tính thực sự của hai người này. Ảnh hiện trường bị lộ càng cho cư dân mạng tin tưởng hơn vào phán đoán của mình. Hiệp bộ văn hóa thể thao vẫn đang vào cuộc, tiếp tục xác minh tính chân thực của sự việc và chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất về vụ việc đến với quý vị. Hy vọng rằng khi chưa có những thông tin chính xác về sự việc các bạn đừng vội chia sẻ hay là quy chụp làm ảnh hưởng tới những nghệ sĩ chân chính.